Đi nhanh lên bố ơi. Bước dài cái chân ra. Nhanh lên bố. Bố không đi nhanh được à? Alo, tôi đây. Các cô các cậu cứ họp trước đi. Tí tôi về nhá. Bố, nhanh lên. Rồi ạ. Mà con đã nói bố rồi, đi khám ở viện ấy, thì bố về nhà mà nghỉ đi. Bố cứ bắt con ra công viên giữa trưa nắng làm cái gì? Bao việc kìa. Alo. Ờ hay. Tôi đã chỉ thị như thế nào thì các cô các cậu cứ thế mà làm. Sao mà cứ gọi điện thoại cho tôi nhiều thế hả? Đang đưa ông cụ đi khám, nhà bao việc. Thôi thôi, bố vào đây uống cốc sữa đã. Lên lên lên, lên. Nhanh nhanh nhanh. Sữa bố đây, bố uống đi. Alo. Anh đây. Đang đi với bố ở ngoài công viên ấy. Thôi, anh đưa bố về được. Em cứ lo công việc của em đi nhá. Sữa này. Dạ. Sữa này là sữa gì? Dạ thì sữa trâu hay sữa bò? Sữa bò. Ngày nào bố cũng uống lại sữa này. Thế mà bố không nhớ à? Rồi đây. Mỗi cái việc cắm cái ống hút thôi mà cũng không làm được. Này. Đó. Alo. Cái gì? Công ty Vĩnh Hằng á? Tôi không có nhu cầu nhá. Đừng gọi vào cái số này nữa. Đoán chuyện đầu đầu. Bố uống nhanh đi bố. Có mỗi hộp sữa bé tí thế này mà bố vẫn làm rơi à? Bẩn hết rồi. Thế thôi, hộp khác. Đây. Đây, bố này. Ôi giời. Này, uống đi. Cái này là cái gì thế? Cái ống hút. Uống đi, nhanh lên. Sữa này là sữa gì? Cái hộp sữa bò, ngày nào bố cũng uống. Sữa bò, sữa bò, sữa bò. Sữa bò. Vâng. Ây da. Con này là con gì thế? Con cá. Con cá là con gì? Con cá là con cá. Con này là con cá chê. Bố không nhớ à? Cá chê là cái con gì? Ôi dồi ôi. Con cá chê là con cá chê. Còn là con gì nữa? Con cá mà bố cũng không nhớ à? Ôi dồi ôi. Bao nhiêu việc cứ ngồi đây mà hỏi. Dạ bác chậm ạ. Dạ. Chào bà cô ạ. Đấy, thấy chưa? Bố cháu càng ngày càng lẫn thôi. À, có mỗi cái hộp sữa này nhá. Ngày nào cũng uống. Thế mà cứ hỏi đây là sữa bò hay là sữa trâu. Chưa hết. Đấy, cái con cá chê này này. Cháu đã giải thích đấy là con cá chê rồi. Mà ông vẫn cứ hỏi con cá chê là con cá gì. Thế có khổ không chứ lị? À, thì cậu cũng phải thông cảm. Các cụ tuổi càng cao thì trí nhớ càng kém. Ừ, mà này cậu có biết rằng là từ khi cậu còn bé ấy, mới chập chững biết đi, các cụ còn bận hơn cậu nhiều nhá. Ấy thế nhưng mà bố cậu ấy vẫn phải dành thời gian ra để dắt tay cậu cho cậu tập đi từng bước một. Chứ bây giờ cậu chăm sóc các ông, các cụ như thế là còn ít đấy. Mà này, tôi nói cho cậu biết nhá. Ngày xưa ấy, các cậu muốn khám phá thế giới xung quanh ấy, các cậu còn hỏi các cụ ấy là đến mười mấy hai mươi lần đấy chứ. Ấy thế mà các cụ vẫn kiên trì để giải thích cho cậu. Vẫn phải dành thời gian ra để dắt tay cậu cho cậu tập đi từng bước một. Cái bút. Cái bút con ạ. Cái bút màu con ạ.
Cậu nhanh này, khi ta lớn lên, công việc nó bận rộn, làm cho chúng ta càng xa gia đình hơn, chúng ta càng ít thời gian để chăm sóc bố mẹ. Liệu cậu có biết rằng những giây phút cậu đang ngồi bên bố cậu có thể sẽ là lần cuối cùng trong đời không? Đừng nhìn tiếc đi bố. Bố ơi, con xin lỗi đã to tiếng với bố. Từ nay trở đi, bố muốn đi đâu, bao nhiêu lâu cũng được, con sẽ đưa bố đi bố nhá. Cảm ơn bạn. Thôi được rồi, thế thì tốt rồi. Thôi, cậu đưa ông cụ về đi nhá. Tôi đi câu tiếp đây. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ. Thôi, cháu về thôi con, bố mệt rồi. Dạ. Bố cho con cõng bố nhá. Con cõng bố giống như ngày xưa mà bố hay cõng con nhỉ. Rồi, bố chắc chưa? Dạ. Nhông nhông nhông, cụ ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Nhông nhông nhông, cụ ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Khi cha già đi thì đôi mắt sẽ mờ, chẳng nhìn thấy được con đang giấu điều chi. Khi cha già đi, nhưng khi cha đánh đòn, con không phải sợ vì chẳng đau như lúc xưa. Khi cha già đi, bàn tay cha yếu dần, cha không thể nào ôm con như ngày thơ. Khi cha già đi, bờ vai cũng yếu dần, cha sẽ chẳng thế nào cõng trên lưng cả ngày. Vậy thì cha sẽ cố dốc hết tất cả cuộc đời còn khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết mấy năm trời. Cha chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. Con đứng dậy